chút. Được. Tớ vẫn thấy cái bóng nó đuôi ngang lồng. Đi chuyển lên rồi đó. Đấu này mẹ bao giờ mới chết. Này mấy mấy nhanh làm gì được, mẹ phi ngựa này. Nó lại vào em ạ. Nó lại soi một tí. Nãy bán. Út. Út này. Đấy. Đấy, đấy, đúng rồi đấy. Sao chưa phạch nhỉ? Phạch là... Bây giờ lại ông này lại vào đây nữa đi. Ôi. Đang chuyền đằng sau bụi lười đây đúng không? Ừ. Tại cái xe thằng kia nó canh cạch canh cạch. Thèm nó, thèm nó. Mang tập sự đi đánh những bố này là mệt phết đấy. Đánh những bố tàn cứ lanh quanh lồng bố đấu này hẹo. Sút đây rồi. Nhiều con này cứ thích đứng những cái chỗ đấy nó sút đấy không ạ? Nó nấp nấp mà. Đánh trộm một tự tin hơn. Con nào hót nữa đây nhỉ? Mái à? Mái hay con nữa đấy? Dạ. Về đấy. Da lồng, kiểu gì cũng da lồng, chắc chắn là da lồng. Lại tóc dài được rồi. Thì mẹ nó đứng ở chỗ bây giờ là giữ một cao thôi. Tóc dài, tóc rối, bám rồi. Mình ngoài đông nhỉ. Mỗi hôm mình đi có đéo ai đâu. Đấu ông này xong thì lấy đâu dân lực mà về tí nữa đấu ông kia. Gặp mấy ông thế này chết. À đấy. Xu này trẻ đấy. Thank you.
bằng từ nãy ra đây nó phải 5-6 đỉnh được đá. Ô tô